Dạ vâng, cuối cùng xin chào toàn thể tất cả bác yêu thân trên toàn quốc. Thì hôm nay bên em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết đôi loa Yamaha. Đôi loa đến từ Nhật xịn nha bác nha. Thì loa này thì nó sẽ có model là S115MT2 La Mã. Đôi này thì hôm qua thì bên em đã có quay một cái clip test chất âm cho tất cả bác nghe. Thì hôm qua là quay test với là con JBL M3 600. Thì hôm nay thì em sẽ ghép cho tất cả bác đó là con Cover BM1200 đến từ Mỹ đó. Vâng, và về chiếc đói Cover BM1200 thì bên em hiện tại đang có một con. Với con này thì nó độ đẹp nó thì cũng tầm 90% nha bác nha. Đó, thì con này thì hình ảnh và chi tiết thì bên em cũng đã có quay cho cả bác ở video trước. Đây là 24 sò sắt, công suất là 600W trên mỗi kênh. Đó, 24 sò sắt Mexico nha bác nha. Rồi dòng cover thì chất âm nó khỏi phải bàn rồi. Thì giờ chủ yếu là em ghép vào đôi loa Yamaha cho tất cả bác nghe chất âm, và em sẽ tháo thùng quay chi tiết nội thất phía bên trong đôi loa Yamaha này cho các bác tham khảo. Vâng, và bây giờ thì em sẽ đi vào cái quay cái phía bên ngoài cái lo này trước cho tất cả bác cùng tham khảo, cùng nghe đó, cùng xem đó. Về độ đẹp phía bên ngoài rồi em sẽ quay nội thất sau đó. Về góc cạnh của con này thì em bao cho cả bác góc cạnh còn cực kỳ là đẹp, vì nó có đầy đủ ốp góc hết, đầy đủ ốp góc nha bác nha. Đó, da của nó thì không tróc, không bong chút nào luôn đó, rất đẹp như thế này. Bác nhìn da này, da nó đẹp như thế này luôn. Đó, bên hông cũng như thế này, không trời xước, không bong tróc gì hết nha. Đó, ngồi đằng sau cũng y chang luôn, rất là đẹp luôn, phải gọi là cực kỳ là đẹp. Về cái phần da bọc phía ngoài này, da là da sần nha bác, da sần bác này, này là lớp da chứ không phải là lớp xương đâu nha. Đấy, cực kỳ đẹp và mới luôn. Từ góc cạnh các bác nhìn góc cạnh này, đó, góc cạnh này là đủ đó, tất cả còn cực kỳ đẹp. Logo Yamaha, lưới canh là canh lưới sách nha bác nha, lưới sách lo sơ một bát 40 nấm để có in cái logo của Yamaha đó. Một chung 16 đúng rồi, một chung 16 và một chiếc còi nha bác, một chung 16 và một chiếc còi đó. Ồ, rất là ok, rất là đẹp nha. Rồi giờ thì em đi vào cái tác âm của nó khi ghép với cover một tí, rồi em sẽ tháo thùng cho tất cả bác xem nội thất bên trong nha. Đôi mắt người thương nghĩ
nhòa theo mãi treo buồn. Từ độ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đo gạt bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ. Mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang, sông Lam bên lờ bên bồi. Mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Bạn lặng soi bóng nước, một chiếc thuyền nan vội vã trở về, sông Lam một dải xanh như ngọc, vời vợi mắt ai buồn tai tê. Xa xa mây phủ non hồng lý, thương vương sóng nước đâu đây đâu phải sáng sớm đến duyên em đi lấy chồng. Đôi mắt người thương nghiêng vành nó dần hơn chi giữa bên sông buồn. Anh thọ ngỏ lời em chờ đợi sớm hôm vì hoa đến khi thì hoa phải nở, em xuống bên đó em về bên nữ, nước mắt nhạt nhòa theo mài theo buồn. Từ đồ chia tay anh phiêu bạt muôn phương, nay trở về quê đó đã bên rồi. Nghe câu ví dặm người ơi, sương chiều ướt lạnh dòng trôi, sông Lam xanh biếc đôi bờ. Mà anh lỡ hẹn chuyến đò sang ngang, sông Lam bên lờ bên bồi. Mà anh lỡ hẹn với người anh thương. Từ đồ chia tay anh thương bạc. Vâng, rất là hay, rất là ok nha bác nhé. Và đôi lô này thì hiện tại bên âm thanh Phú Hùng đang có mức giá là 17.500.000. Giá bên em đã bao ship toàn quốc cho tất cả bác. Đôi lô cực kỳ là to và nặng nha. Em sẽ đo kích thước luôn đôi lô cho tất cả bác, xem. Thì đôi lô này nó có chiều ngang là 51 cm, tính cả, nếu mà tính cả bên này là 52 nha bác nha, 52. Và chiều sâu là 33. Chiều cao, chiều cao là 75 nha, 75. Chiều cao 75, chiều ngang 52 và chiều sâu là 33. Đó, đó là kích thước của đôi lo. Và đôi lo có giá là 17.500.000. Bên em ra xin toàn quốc cho cả bác. Còn về chiếc đỡ cao BM12 thì bên em có giá là rất là tốt cho các bác, là giá 11 triệu. Bên em đã bao ship nha. Mọi chi tiết mua hàng tất cả bác liên hệ với Hùng qua số điện thoại trên tấm biển màn hình. Em rất vui được gặp lại tất cả bác trong video này. Thì các bác bỏ chút ít thời gian để theo dõi video. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại.